Rồi, suy tác. Bỏ qua nha. Là quay lại cái phòng cũ đúng không? Cái phòng Nhật Bản nữa. Thì cho cái cảnh đầu tiên nãy trước. Rồi, mấy này tiêu nữa rồi. Bỡ ngỡ không biết gì, hơi quýu xíu ơi. Vô cái gì vậy? Một chiếc binh à? Vô coi xì chim ngựa đi. Giới thiệu lâu dữ vậy? Skip. Nhanh lên. Ủa vậy có thoát ra chung vô không? Có ra chung. Chung ra không? Ủa anh em đang coi gì? Kiếp. Đừng chịu luôn. Chứ cao gì trời. Mua lóc hả? Ờ. Trời nhìn. Wow. Nhìn phải hiểu đi chứ. Dạ, chơi luôn. Dữ rồi, ơi, game này vui nha. Chơi luôn hay. Hello. Ủa sao vậy? Tới này sợ lắm á. Thoát. Ủa sao có đuổi dòng vậy? Thoát kệ, kêu thoát kệ. Thoát nữa hả? Thoát là thoát luôn cái game luôn hả ta? Cái kỳ vậy? Đúng rồi. Nó sẽ là theo từng cốt truyện ấy. Nên là mình phải thoát luôn. Để đó được chơi em này, trên mua xe. Ờ, chơi này ớn lắm á nha. Vui mà. Ừ, vui rồi. Trải nghiệm rồi. Chị đón vô thừa. Đón vô thừa kinh dị dữ. Từ từ để tôi vô cái tàu phòng, cái ai tàu phòng tôi... Bạn đúng không? Ờ, cứ vô đi phòng tàu là rớp rẽn lẹ lắm. Phải đợi vô hết rồi mới tạo được. Trả lời tắt mic rồi. Ê vô lóc nè. Ê full rồi đó, full rồi, ngủ gì nữa vậy? Đâu anh em đâu? 5 đứa là đủ rồi đó. Còn... Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Ê, tàu phòng ơi. Sao? Chung chưa vô kìa. Anh chưa vô. Đâu acid đâu anh. Anh chưa vô mà anh cứ la hoài vậy. Nè. Còn ơi. Ê, thằng này mặc đồ cũng siêu đẹp kìa Tổng. Chung là... Đâu vô rồi thì tập hợp lại cái chỗ một tiếp đi. Chung là cái thằng đầu lâu đó. Gì hả? Đây. Ở đâu kiếm được của anh rồi vậy? Tôi hiệp sĩ nè. Lại cái chỗ một tiếng nè, anh lại đâu vậy? Rồi. Hiệp sĩ áo vàng. Lại đâu? Lại. Anh em lại cho một tiếng nè. Có đồ miễn phí mà. Các bạn ơi. Sao tàu nào? Ủa sao nó nguyện bản gì vậy? Không nguyện bản nhân vật. Bạn gì vậy? Lấy. Là chỗ màu tím nè, bấm kết bạn. Gọi đâu? Hay tên nào mà Shizuzu 4-1 á, là tôi đó. Ba tôi đứng đây nè. Ba tôi đứng ở đây nè. Đang đứng với Hụt mà. Vậy ba tôi đứng đây màu tím. Đâu ba ông đâu? Chị? Ba tôi đứng đây. Vậy tôi... Tôi với Hụt đang đứng một tiếp nè. Thì ba tôi cũng đứng ngay một tiếp nè. Nào vậy? Tiếp nào chả? Nó bị đầy phòng á, nó bị đầy phòng nên tụi mình không gặp nhau. Tụi mình phải tạo phòng riêng. Rồi hát ca vô lại. Hát ca vô lại xíu hồi là chúng mình vô được à. Game này con nít chơi nhiều lắm, bởi vậy đầy phòng hoài à. Em tôi nó lớp 2, lớp 3 chơi game này không à. Ngày nào nó cũng chơi vậy. Đâu 117 gì đâu. Theo người. Lại tên gì. Rồi, đã thấy anh da đen rồi nè các bạn nè. Sisu 4-1. Sisu gì không. Đặt tên người dễ dễ xuống rồi. Tên dài nhất trong cái game người đó. Chơi nữa. Trời. Sisu tên này tên hồi 2020 tới giờ đó. Ủa xíu nữa mình đón giao thừa ở đâu anh em? Đâu ngoài vậy? Đâu toàn đâu? Nè thấy tôi cho. Hiệp sĩ áo vàng. Rồi thấy hết rồi. Rồi vô nè. Bạn đâu vô đâu? Trời thằng này quỷ, thằng này hiệp sĩ hàng chém lộn đi. Toàn hả vậy? Chung của hiệp sĩ mà. Hiệp sĩ áo vàng kìa. Rồi tôi tạo rồi đó, vô lẹ. Ủa vô sao? Lại bắt gì vậy? Cho anh vô cái hộp cung cấp của Hùng.
Cái like tên hồng lốt tiêu rồi. Hay rồi. Cái cuốn sách màu xanh ở dưới á. Bò vô lẹ lên. Vô. Cái gì? Ê, theo thứ tự đi, đứa nào đi trước? Lại với ai? Hiệp sĩ mà. Không tao hồi nãy là bỡ ngỡ, giờ là biết thì tao có gì sợ mấy gặp quỷ. Ủa gì bật 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 luôn vậy? Chữ xếp gì để chạy nước rút. Vụ quảng cáo nhiều quá là. Không có gì bật 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 luôn vậy? Cái này là sao? Cái phim tụi á. Bay luôn hả anh em? Bay luôn hả? Bay chứ. Ok, tiếp luôn. Kiếm đi. Bỏ qua. Bỏ qua luôn. Kiếm đi, kiếm đi. Em đâu? Từ. Đâu, điểm nhanh, điểm nhanh. Rồi, lại trước kìa. Đây. Rồi, gấp rẹn, ở đây không có gì đi coi hết. Đúng không? Ủa, đi thẳng đường. Rồi, có gì không? Quẹo đây hả? Mày đi thẳng. Ủa sao tôi thấy ở ngay cái quán kia nó có chấm hỏi hả? Chìa khóa. Đây đâu có cái gì đâu ta. Chìa khóa. Tại sao mình phải vô đây? Đồ anh trai. Có mẹo kìa. Á chìa khóa này anh em. Tôi mới lần. Đâu rồi? Có rồi, để tôi mở cho. Mở con thằng. Vô. Con thằng nằm giọng á. Ủa tóc dài ta. Thì ai tắt đèn hả? Tóc dài là Vĩnh đó hả? Ai giống tôi vậy? Tôi sống vô đây. Tóc dài là hùng. Vốn được ta. Sao vốn được ta? À, điểm ngược. Ủa vụ gì á, điểm ngược. Bắt đầu rồi. Tôi với Tùng... tôi với Tùng xì tay giống nhau nè. Ồ. Ủa, đổi xì tay đúng Vĩnh. Lời đẹp trai dữ. Dạ không? Đồ hơi bị dữ á. Đi đâu anh em? Good life, the little strength. Nào mình đem chiếc xe lăn hả? Nào mình đem chiếc xe lăn đúng rồi đó. Nào mình đi Nha Trang nha. Ok. Nha Trang nó hơi mỏ, hơi lạ. Ai lái rồi? Tôi lái hả? Nha Trang dạo này nó sương mù. Đi nha. Dạ. Bạn ổng đế gì kìa. Đang chào đón mình. Ổng đế cũng biết cười. Sao tao thui màn hình luôn rồi? Thấy giống người ngoài hành tinh. Thì ai có tội chân toàn kìa. Rồi ghét cái giò lên cổ của người ta lại. Rồi, ủa mình xin cái đèn. Mấy cái đèn đi chứ. Tôi hiểu. Gì vậy? À, giờ có ma chạy vô mấy cái phòng thờ là chốt được. À, là sao? Được. Có con chuột. Cái này hả? Ờ. Nếu bị bắt, giờ thì chạy. Kiếm con chuột đi. Đây. Sao nó nói nhiều vậy? Nó nói nhiều quá à. Khúc đầu không có gì hết á. Lấy cái đèn cày để làm gì đây? Sáng chuyện gì? Cái game này có mạng không hay là mình chỉ chơi tới hết luôn? Nè, nãy mở cái phòng này mà không có. Chết là học sinh ơi, không sao. Ok. Chỉ hơi rippy đúng không? Ôi, trưởng nhóm xung phong ơi. Tôi đi muốn hết phòng rồi. Ê, phòng này có phòng thờ nè, vô được. Chung cầm kiếm quá trời, Chung đi trước đây. Ba cây luôn, sợ nữa. Trong mạng không có gì chân á, bị kiếm con chuột. Đã từng ngẫm là anh em đâu có kiếm đi mà đánh đâu. Đây, tới rồi. Quên hết. Tới gì vậy? Bạn đi lẹo quá vậy. Rồi, thôi, lần này câu đi. Có một ngôi làng nhỏ. Hai chị em. Hai chị em sống trong sự nghèo khó. Lúc nào cũng đâu. Hay động đi chứ. Một ngày nọ, Mio. Nhỏ em. Nhỏ anh. All the one. Nhỏ chị trở lên cái mẹ vậy đó, không biết sao nhỏ em vui dữ vậy.
Tao tiếng Anh rồi, không tiếng gì nữa. Trở nên yên. Ngàn tỷ gì đó. Trở nên không còn giết con em luôn. Cái chuyện tiền hả? Rồi cả hai. Ây da, là con nhỏ em nó tiết kiệm tiền, nhưng mà nhỏ chị tưởng đâu nhỏ em không cho nhỏ chị ăn. Cho nên nó tiết. Nên nó chị hốt nhỏ em luôn. Cái nhỏ chị mới biết được sự thật cái giờ đau khổ. Ui, nó mọc cái miệng trên đầu nhỏ này. Nguyên hả? Trời ơi, tôi ơi. Rồi rồi, anh em ơi. Ai, chị tỉnh rồi đó. Rồi. Này không có nhảy được à? Này không nhảy được ta. Mình đi theo tiếng chuột. Không có chuột luôn. Có đứa rồi, nó tới kìa, tim đập kìa. Chạy chạy chạy. Kệ nó kìa, nó ngoài kìa. Tôi chạy trước. Mới gặp nó luôn á. Nó hello tôi. Ủa nè, ai ta dịch hả? Chạy đi lại, chạy đi lại. Hình như nó bên đây nè. Ờ, như nó sau lưng tôi á. La quá trời la luôn, không nghe gì hết. Vô phòng. Rồi xong, ai bị dưới vậy? Rồi xong lại rồi. Nó chạy sau lưng. Nó chạy sau lưng tôi nửa tiếng đồng hồ á. Bấm xếp chạy đi. Bấm xếp chạy. Nó chạy sau lưng tôi la quá trời la. À, bây giờ là mình phải đi kiếm mấy cái con chuột, rồi mình kiếm cái giếng. Bên đây không có, nãy vô rồi. Mình đi chung đi, mình đi chung đi. Đi chung mà nó gượt lại, gượt nguyên đám mà mấy người kia đâu có làm được gì đâu. Thì đúng rồi, nó gượt mình tản ra, Nó kẹ, chạy đi. Dạ. Nó kẹ. Vũ đi. Mấy sao nó bắt tôi không á ta, quỷ này nó quái tôi gì á. Ai solo, vô. Tôi nhớ có cái tủ ở đây mà ta. Thì không có hàm dưới, trời ơi. Bỏ rồi. Anh em chờ tôi một xíu ơi. Tôi với Trung hồi sinh rồi nè. Rồi luôn, dính dắt nó vô phòng luôn. Trời ơi. Ê, tôi đang ở trong một cái phòng có thêm một cái con chuột tượng Phật. Rồi, lụm lượng chuột rồi nè. Để đi về, quan trọng đi về được không? Ôi. Nè, vô đây. Ôi, vậy? Cái hồn nó không thở được. Ủa, anh em nằm đâu hả? Tụi tôi đang trốn ở trong cái tượng Phật rồi. Là sao? Tượng Phật là giả hả? Ủa, không có. Ủa, không phải đường nào ta? À, có một con ở ngoài sân, nhưng mà tôi bị chết rồi. Có một con chuột ở ngoài sân á. À, anh em. Nó bắt tôi hoài, tôi quýu quá. Gọi làm gì vậy? Nó bắt tôi hoài, tôi yếu quá. Tôi canh kiếm chuột, mình kiếm cái chiến. Tôi chết rồi em ơi. Giờ sao? Ngày mình phải chơi mới thắng chứ. Chẳng chuột cũng được hả? Nó bắt tôi hoài, tôi yếu quá, anh em đi trước đi. Ủa, biết cái giếng nằm đâu? Giờ đi hai đứa đi. Chị lắc cái đầu ghê. Ơi, cái hướng đó có chị. Nghe tiếng. Nó chụp tôi cái nó la tôi quá trời la. Cái miệng nó lớn quá. Sao vô đây ngồi. Sợ nha. Vậy ai kiếm cái phòng cái giếng đi. Rồi tôi có con chuột rồi, tôi ở trong nhà trước chưa. Chết mất chuột á. Vậy là bây giờ mình phải thôi vậy tôi xung phong. Điều mình luôn chứ sao vợ. Ê! Chạy. Gì vậy trời, sao nó ở trong cái phòng đó vậy? Tôi thấy chìa ra, tôi vẽ luôn. Bây giờ vậy nè. Bây giờ tôi với Vĩnh đi bên phải, rồi mấy hai Hùng với lại đi bên trái. Nó muốn quẹo trái rồi. Nó muốn quẹo phải. Nó mới quay phải rồi. Đi.
bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, nhanh 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 nhanh. Ở đây đi 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 đi. Để cái phòng khối giếng được chỗ nào? Sao lại để cái giếng trong nhà? Let's go, let's go, let's go, let's go. Đi vội quá. Ôi, 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 chạy. Anh vội quá, anh vội quá. Thằng nào đi sao nó bị bắt anh chịu. Đồ mếu, anh chạy như đúng rồi. Ủa? Kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ. Ê, tôi bị gì rồi? Tôi lết không rồi, tôi chả hết nói rồi. Trời ơi. Cứu. Cứu anh phát rồi. Cứu dữ, anh em đâu rồi. Ôi, tôi nghĩ chia thành hai team đi. Chia thành hai team. Còn thấy mẹ tôi rồi, thấy mẹ tôi rồi, thấy mẹ. Đừng mà chị ơi, đừng mà chị ơi. Đứng đố Hùng đi, đứng đố Hùng đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi Hùng đi rồi. Nó đúng rồi, không chạy lên đây. Có hai lần chạy hỏi yếu quá lết không à. Rồi. Tại sáng mới mở được khi nhiên quá. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, nhanh nhanh nhanh. Nghĩ là đi sao sao. Tôi đi rồi luôn. Thôi chạy vô hâm tôi rồi. Anh em đi đi, chạy vô hâm tôi rồi. Rồi rồi, ai chạy rồi. Anh em đi đường khác đi, tôi dụ nó cho. Ủa, chỉ có phòng này là được hay hả ta? Mấy phòng kia không được hả ta? Mấy phòng kia đâu núp được đâu. Vậy đó. Vậy hai tụi mình dụ nó đi Vĩnh. Cái tượng vật này hoặc là cái áo dài á. Mắt không thấy tim không đau. Anh em đi đi đi. Phải cái áo dài không? Kiếm cái hồ là có áo dài thử. Nè, tượng vật này có phải áo dài không? Áo dài. Phải chủ rồi chứ. Tắt đèn. Tắt đèn đi đi. Không chừng bật đèn mà thu hút á. Rồi kìa, nữa kìa. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Anh em đâu hết rồi. Hoài luôn á. Anh em đâu hết rồi anh em. Anh Coma đang ở bên tụi tôi nè. Bây giờ tôi đang dụ nó nè, ông cứ... Nó gột tôi không mà... Chúng nó xách cái kiếm ra đi chung nó. Nửa kìa, nửa kìa, nửa kìa. Sagi. Giờ bây giờ. Chuyển đi, di chuyển đi. Trời. Đứng ở cửa kìa. Nhìn đi đi chứ. Cho chung vụ đi. Rồi sao rồi, anh em sao rồi. Thôi để tôi nhử cho, anh em cứ đi đi, tôi nhử cho. tôi trốn rồi, anh em cứ đi đi. Anh trốn đâu vậy? Ở trong cái chuông nhà. Chị mất tích rồi. Không có tính. Chị đang chạy qua lại á. Nãy giờ chị đi ngang đây hoài rồi. Ta ngược tôi. Ta ngược tôi. Kệ chung đi được. Tôi sợ không ơi, tôi sợ. Chung đâu rồi? Chung chung. Tôi. Má sao tôi đi chút xíu là gặp nó à. Hồi nãy tôi thấy lợi thì cái tôi giật mình luôn. Trời ơi. Cái vỏ này chứa được cái gì? Poison grass. Ủa chứ mình ngồi chị có nghe không? Ngồi đi ấy. Ngồi. Đi chậm nó khẽ thôi, có cái nút ngồi nè mình ngồi đi. Thôi đi ngồi anh em ơi. Đi chậm nó khẽ. Chung quá trời kiếp luôn mà chung sợ, trời ơi. Kiếm nhựa mà. Cái này có phải là hưởng sát luôn. Ủa đi chậm nó không có để ý nè anh em ơi. Thấy không, xin nó đứng nhẹ không kìa. Ờ tôi nghe ngẩn. Sao, đang ở trong nhà mình rồi nó đi đằng sau lưng của ông á. Rồi xong, sau lưng mình á, trời ơi. Đứng dậy đi. Lại! Ê, cái gì vậy? Trời ơi, nó cắn tôi hoài luôn á. Hoài luôn á. Sao con này nó khôn dữ vậy ta? Mẹ nó hoang ma đó, mẹ nó ngừ rồi. Bây giờ sao biết phòng có cái chiến phòng chỗ nào? Tôi chết liền.
cái phòng thiếu giếng là cái phòng bên tay trái. Hy sinh lại đi, mình đi hy sinh lại đi. Rồi, hy sinh một người đi, trong hy sinh một người. Ừ. Mình phải biết cái bản đồ chứ. Tiếp bước chân, tiếp bước chân. Cái phòng này nó thiết kế giống giống nhau khó chịu quá ta. Ủa, tôi với ai vậy ta? Tôi đi dài à? Đi dài hả? Đó. Ừ, nói cho mày, nói cho mày, nói cho mày. Chạy, 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 chạy. Nó có phòng bên này, nó trong cái phòng bên này nè. Lại bò mày sao nhìn giống như gì vậy? Xuyên cái địa hình này. Mày đi chỗ khác nha, chó đây. Rồi, 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 đi, 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 đi. Mày đừng có mày giang hồ, mày đừng có mày giang hồ. Đi nè, Vĩnh đâu rồi? Vĩnh đi đường kia rồi. Nó đang gượt tôi, nó đang gượt tôi. Đi đường kia rồi. Đi này nè. Qua đây, gọi lại kìa, nó đứng ngay cái lõm kìa. Ủa, chung đi đâu rồi? Mất tích rồi. Chung mất tích rồi. Rồi, nó đổ. Chung đổ tay lại, vô luôn rồi. Nó đâu rồi anh em, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ủa, nó đây rồi, nó đây. Này, anh thấy tôi là tôi đi hết nguyên cái đường. À, đi, 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 nó vô trong phòng kia rồi, mình đi, đi, đi. Tôi đi hết nguyên cái đường phía sau luôn, không thấy cái giếng nào luôn á. Có mấy cái cửa. Ê, tôi đang giữ con chuột. Mở tôi đang giữ con chuột. Có cái cửa nè anh em. Giữ sao? Có hai người có con chuột rồi. Đang giữ con chuột á anh em. Tôi không thấy con chuột đâu. Ôi 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 vừa ra gặp nó luôn trời, nó bắt bài rồi. Em xin lỗi. Thôi tôi về nè. Có con chuột nè. Trời ơi, chuột bự dữ. Chuột cũng heo rồi vậy. Không có tay đâu, tao to chuột coi, chuột nào bự hơn. Thả ra được. Chuột, chuột cũng heo. Bấm lúc nào. Ê, đọc kỹ đi coi, phải không? Chứ nãy giờ mình đi cũng hết phòng rồi đó. Ví dụ con chuột số mấy. Con chuột số mấy số. Bấm vô ba lô kìa. Bỏ vô tủ được không? Ê, kiểu giờ năm đứa đi chung đi, mình bảo kê chung mở tủ. Ủa toàn giờ là còn một con nữa thôi đó, một con nữa. Ba con nữa. Để chết cái là mất á. Ủa sao nó không cho bỏ vô vậy? Ơi bỏ vỏ được kìa. Ủa đâu? Bấm chữ G rồi bấm chuột nhấp vô. Đâu? Ủa giờ có chết mất không? Ai biết. Ê, lần ai quên. Quên, 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 quên. Cái nhiệm vụ đang đầu của mình là đi kiếm cuốn sách mà. Nãy giờ chưa kiếm á. Ủa, chưa phải cuốn sách đầu tiên là. Cuốn sách mình đang cầm hả? Cái G là cái ba lô. Bỏ con chuột vô ba lô là không mất đúng không ta? Giống như cái cuốn đèn. Cái vậy á. Bỏ hư đi. Mới nãy phòng gì toàn kiếm cuốn sách chỗ nào? Cuốn sách chỗ nào? Cuốn sách đó đọc rồi. Đây là ai cuốn sách? Ủa cuốn sách đó đọc rồi mà. Cam luôn rồi, rồi, nó cam luôn rồi. Đèn quá hay gì vậy ta? Ừ, tắt đèn đi. Như mình mới đèn rồi chị biết hay sao ấy? Tắt đèn. Nãy tôi tắt đèn tôi đi luôn, âm thầm luôn á. Tắt đèn à. Hình như đúng, nó có hai cái mặt, nó mặt phía trước, mặt phía sau. Đi rồi. Trời nó bắt mẹ nó sau lưng. Nó bắt tôi lại. Dĩ ghê hột. Quỷ này nó nhanh dữ người ta. Chết mẹ. Này mình chơi. Chết mẹ được rồi. Này mà chơi mình sao chơi vậy? Ai xin chứ. Nó bắt tôi lại. Đâu phải đường cột đâu, cánh cửa đó mở được á. Mở được kìa. Để không được. Tôi nhớ là chạy hẳn luôn là xíu hồi gặp một cái cửa mở ra cái là ra ngoài luôn. Tôi nghĩ nó lửng đây lắm gì. Nó bắt tôi nữa rồi kìa. Con này nó bị khủng thôi á. Nó chỉ bị kẹt anh. Mất chuột rồi. Chuột rồi đi tập gym thôi. Gì? Vĩnh ở độ mà toàn chết mất chuột luôn hả? À, chết là mất rồi. Má trời ơi. Có này.
Tội luôn. Tôi còn mình tôi giữ chuột rồi đó. Anh liệu đi, liệu ăn nhiều. Chia ra. Cái cửa này mở được nè, không? Đường trước đi. Ồ, ra ngoài đường rồi nè. Cái cửa hồi nãy chỗ của Hùng á. Sao tôi mở đâu được không? Ao. Đi lại cái chỗ hồi nãy Hùng chết với tôi nè, có cái giếng ngoài đây nè Hùng. Ồ. Ủa sao mở? Sao kéo nước không được? E, ủa thiếu gì vậy? Nó đây. Này, cửa này mở được. Hình như mới nãy tôi kiếm được chỗ ra ngoài mà gì nè. Đi lại cái cửa này. Ai thấy chị chưa? Cái chỗ mà cái cửa mà chanh thấy cái... chết. Hùng hy sinh với tôi đó. Ôi, tôi nó không cho tôi lượm hai con chuột. Lượm được con hả? Ôi, có chỗ ra ngoài nè. Có cửa vậy nè. Tôi tới anh em ơi. Mày mở sao? Bấm vô, sử dụng. Đè vô. Tội bơm rồi, bơm nước rồi. Sủi cái bơm rồi. Rồi tôi hiểu rồi, mình cầm chuột mình thả trong giếng luôn đúng không? Ui, chuột đâu? Sao tôi sử dụng không được? Chuột là chung dữ á. Chuột chung đây. Đang ngược tôi anh em ơi. Cố lên. Tôi nhớ đường bên đây lúc về nhà. Giờ đi kiếm chuột. Dễ gì mà ăn em chị ơi. Chắc không vô đây được đâu nãy rồi. Nó vẫn còn đang ở nhà. Nó đang ở checkpoint rồi, anh em yên tâm đi. Đóng cửa lại đi em. Đi vô. Đứng ở đây. Lại đây biểu mày, con chó. Mày dẫn nó vô nghe tiếng vụt vụt. Thôi chị đó tao. Ui giời. Tắt cái đèn đi. Ây da, nó đứng nó đợi tôi. Rồi, nó nhà. Có tiếng chuột. Chờ chung em. Con chuột kêu sao giếng sợ. Con chuột này nè. Quen tôi gái giếng rồi. Một con ở đây. Nó nhà. Tới, cũng có một con nè. Tôi đang dụ đó. Rồi, bỏ vô. Bây giờ kiếp. Ủa sao bỏ vô không được? Sao bỏ vô không được anh em? Anh hành Ao quêu là sao? Nó biến mất rồi nha. Nó quay về cái chỗ hồi sinh. Nó sắp từ đây rồi đó. Tôi đang chờ anh em ở cái giếng này, nó cố lên. Có hả không? Trường tới đâu? Trời tại dung được. Trời ơi, cứu tôi. Làm sao nó tới kìa, nó tới kìa. Ngồi xuống. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Con chuột nó bị nhiễm độc rồi. Trời ơi, cầm cái bóng đèn. Đóng cửa, không cho. Vậy giờ bây giờ phải cho nó ăn á. Thì bây giờ ý là con chuột nó phải uống nước, lại đây nó bị nhiễm độc nè, xong rồi nó đem ngược về đâu ấy. Rồi giờ phải làm sao cho nó ăn con chuột đó là hợp lý. À để mình cho... vô cái phòng của chị cái mình thả con chuột xuống hay sao ấy. Rồi con ma nó ăn nữa chỗ tôi ra chỗ cái nhà. Ôi rồi an toàn rồi. Ôi. Tôi tử thủ rồi. Tôi tử thủ ở đây rồi. Bốn đứa ở đây luôn rồi ông ơi. Ai ra đi. Tôi đang dụ đó. Hai người không có con chuột cá kìa. Mà bơm nước không được. Ai vẫn ở đây. Ai hy sinh ra đi. Hai tôi đang cầm chuột á. Rồi con mai biến mất rồi. Hết vụ rồi. Rồi. Anh đang cao nó sẽ tới vô này một lần nữa mấy ông ơi. À Toàn nè. Thì này Toàn không ăn Tết được rồi. Ủa đâu đóng cửa rồi. Ôi ông đi đâu. Ôi. Làm gì đó đi. Kêu lại với Vĩnh đi kìa. Sao? Ra ngoài hay vậy? Ý là một người đi đầu, hai người đi. Ý là hai người đi nữa. Tôi đi đầu cho. Rồi. Đi thẳng vô chỗ được không? Vĩnh nha, Vĩnh đi cuối được không? Ok tôi. Rồi đi đâu? Rồi. Đi thẳng vô nè. Ở đâu? Giờ đi đâu mới quan trọng nè. Đi thẳng vô đây nào, quẹo nè. Có nhớ đường. Ây, rồi nó bắt tôi lại. Ơi. Quẹo. Hình như lại cái phòng cái chuông á, đi đánh. Ê, cái chuông hả? Rồi đánh vô chuông nè.
rồi một cái à ba lượn lượn lại. Ê, cái chuông ở đâu vậy? Trời, hồi nãy tôi núp ngay cái chuông á, anh em không kêu tôi đi. Ba lượn tôi đánh vô một cái rồi, giờ kiếm thêm cái nữa hay sao? Giờ hết biết đường là cái chuông luôn rồi. Bên bây giờ đó đi thẳng quẹo trái. Lại quẹo trái rồi quẹo phải. Đây nè cái chuông đây nè. Rồi mà phải kiếm chuột nữa chứ. Bon. À cầm con chuột gõ vô chuông là mất con chuột nè. Còn chung lấy con chuột gõ vô chuông đi. Thấy được hay không? Đủ phòng nó. Nè nó gà, bạn tới gà đốc cơ lại, bạn tới. Còn đâu. Bạn vô, chạy. Ấy chị kẹt rồi. Còn đúng. Ê sao nó à, lại nó làm gì? Thiếu con nữa. Còn. Chị đang ăn chuột rồi mình đi. Đang tới. Nó ăn thịt người á. Còn. Không sao rồi, mắt không thấy tim không đau, tôi ấp mặt tiêu tường rồi. Còn con cuối kìa. Cái cửa có. Rồi nó bắt tôi rồi. Có cái cửa có con sắt. Ê tôi biết vị trí con cuối á, tôi biết vị trí con cuối. Rồi đi cô vào chung nè. Đợi con ma nó biết mất đi. Con ma nghe tôi rồi. Rồi đi rồi. Nó mới đây mà. Tôi mới nghe nó gần. Tôi biết con chuột cuối cùng rồi. Tôi có con chuột cuối cùng anh em ơi. Chung đâu? Rồi nhưng mà anh em phải xác định nó đang ở đâu rồi tôi mới dám đi. Tôi này. Nó đi rồi. Rồi đây. Rồi hiểu rồi. Mày nói cái gì? Mày nói lớn lên. Nói trong họng nghe mày nghe. Ê biểu em ơi. Trời ơi, vậy tôi gã cái giếng. Em ơi. Thấy chưa? Chưa, không biết được. Đi về nhà. Em phải đỏ ơi. Con xin em. Ê. Em phải đỏ kìa. nó chờ. Ơi, tôi đóng cửa. Trời bắt được rồi. Tôi đóng cửa ngay chỗ cái giếng nha. Bye bye. Chậm cái giò quá. Vô nhà đóng cửa được kìa. Ừ, hả vô phòng đóng cửa được mà. Nãy giờ cháu trong phòng để cháu đóng cửa. Hello. Đóng cửa cái đó mở ra. Chung đi đâu rồi? Thôi dẫn đường tôi đi. Đâu, chung ở đâu? Chung ngay chỗ cái con chuột cũng con chuột. Rồi, mình xong ba. Bây giờ phải có người. Tôi đi trước. Ông đi trước tôi bảo. Mọi đường điện. Ê, đừng muốn không? Đâu hướng nào vậy? Này không? Nè, bên đây chung. Vô đây. Rồi, tới luôn. Mày vô đây mày ăn đi. Còn cái chìa khóa nữa. Cái chìa khóa. Rồi nó đâu rồi? Rồi chị đâu? Nó cút mẹ đâu rồi? Chị ơi à? Trời gạt con chị ơi. Nó nói cái em gì làm xong rồi chị ơi. Nó nói cái gì kìa? Nghe cái gì không? Sao? Nó nói gì kìa? Đưa nó chết rồi á. Ủa? Chị đâu? Bây giờ làm gì? Cái mấy chìa khóa. Còn cái nhiệm vụ chìa khóa nữa mà. Chết rồi. Em cuốn sách hay gì khóa gì đó. Em chìa khóa. Cuốn luôn rồi. Ủa? Chị ơi, chị ngủ đâu chị? Hát nè, chìa khóa đúng không? Hả? Hả? Phải không? Ủa khoan, đó. Ủa? Lâu lâu mớ lâu hết rồi. Có thấy chìa khóa hả? Ủa? Không có lên được. Vậy là phòng kia. Đi vòng vòng mấy cái chỗ cái vách đi. Chị được chắc cho mở cái cửa lúc nãy á, cái cửa bị khóa lúc nãy á. Đây, cửa vừa mở nè. Đây là chị bị gì rồi? Hiến tế bàn của cái chị cúng rồi. Chị ơi. Em nhớ chị. Cái này không trời.
cái câu thoại mới hay gì nè, đúng không? Là cái đó cái này cái gì ta, cái hướng dẫn mình làm con chuột á. Rồi đi à. Một cái nước là sao ta? Bù. Hình như tôi nhớ lúc trước có cánh cửa bị đóng mở không được á. Nè, chìa khóa nè. Rồi. Đúng rồi. Gần cái chỗ đi ra ngoài á. Em hỏi mày. Đậu. Gần cái chỗ này rồi. Rồi giờ. Chưa. Ê, cao đao bao nhiêu vậy? Rồi nó gần. Đây. Mở mấy cái tủ này ra đẹp không? Chìa khóa. Mở mấy tủ. Chìa khóa. Nếu có mấy tủ này không có rồi, bên dưới không có hả? Ê, lại đây hết đi, lại đây hết đi, đâu có gì đâu, lấy lấy cái cánh cửa này nè. Rồi nó ra nữa chết rồi, có ba đứa à, còn hai ông kia đâu rồi, để tôi đi đón cho. Đi đi đâu rồi? Qua rồi. Đi làm gì? Hello chị. Chào này chị hơi ốm nha. Vậy. Chị mới đi làm tóc đi chị. Chà! Đi mò. Gì beta. Đi mò. Beta chết queo rồi. Chạy. Anh em chạy chết nữa. Gì á? Chưa kịp chạy nữa chết rồi. Chạy được xong mới được. Bắt cua. Đó vô. Quá trời con mực luôn rồi. Xích tua. Nó giống rúm vậy. Nãy mở cửa lẻ. Ui mở lâu quá. Nó phải nghe chịu rồi. Không mở cửa. Chết luôn rồi. Không biết cái gì. Cái này khó quá vậy. Khó thiệt luôn á. Ôi sao tới cái cửa cái chết ta. Ờ cái cửa tự nhiên bấm nó không ăn. Với con não vừa sau lưng mình á. Đúng cái chỗ. Thôi đến tôi hy sinh cho anh em. Anh em chạy đi. Bây giờ tôi hy sinh rồi á. Bây giờ ai là bậc thầy mở cửa nè. Để tôi dụng nó lại cho anh em chạy đi. Cũng như nhà hết trơn á. Rồi qua rồi, qua rồi. Nó hình như nó ủi là chết mà chứ đâu không. Á xịt đi dính đâu. Ba hai. Ba dữ. Ngủ. Quá lại ngục, trời ơi. Đụng vọng tới nơi rồi tự nhiên chết. Ừ. À chưa. Gì nữa. Ừ, chạy tiếp. Dạ, không, nước này bình thường. Phải là người. Mày. Nhìn nó cái tự nhiên cười vô mặt kìa. Sống trai quá, đi ra chỗ khác. Đi đường nào anh em. What the hell, cái gì? Đi đường nào anh em. Âm ti rồi anh em ơi. Ừ, cứ đi ánh sáng đi. Ê, như tôi nhớ, cái này có một con boss khổng lồ. Đầu game, con đầu game hả? Không. Con này nhìn thấy gớm lắm. Ê, tôi thấy đây đẹp đẹp không? Đi sầu lọc như wow, đúng ủa, nhiều quá. Đi đâu rồi? Lại đi dẫm vậy? Đây, đang bê đây. Tôi đi đầu cho. Đi dẫm vô cái chú. Ánh sáng dẫn lối. Cầm kiếm ra, múa đi. Ê, tôi.
I see. Cái con boss này phải núp trong mấy bụi cỏ ngồi xuống. Rồi. Đó tới rồi, tới rồi. Ngồi xuống hả? Trung lấy kiếm ra bài lên chém ra Trung ơi. Đấy lúc Trung thấy hiểu rồi. Anh em đó hết rồi anh em. Chạy. Anh sang dẫn lối. Dẫn đường con đi. Chết rồi. Thấy rồi. Cái khúc đó bị dính là đứng cứ ngắt là bị phát hiện rồi đó. Rồi một đứa đang đặt hướng đi, còn ba đứa kia chạy. Tôi là người chạy trước. Thôi tôi bị dính rồi. Rồi dính luôn rồi. À hình như đợi nó quay đầu hướng khác rồi mình mới chạy gì đó. Dính rồi. Rồi dính rồi. Được mà. Em biết anh đánh ra cái bên ngang con gan rồi, đừng có phèn. Ngay trên đầu luôn. Dính nữa rồi. Đi được cái cổng. Mỗi lần chỉ cần một người qua được là anh em qua được hết. Đâu luôn vậy nè.
Thế gần qua tới rồi, có cái trình đi, thằng quý này. Phát hiện một cái là chết hết chứ nó không có bắt được nữa. Chỗ nào có cái đèn này chỗ đó đúng không? Đi đúng rồi ta. Nó đang nhìn nó Dẫn ơi. Chết luôn. Nó đang nhìn nó em ơi, từ từ. Để hãy ôi kêu ơi, mày ôm lên em ơi, ôm lên em ơi. Đừng đừng di chuyển, gọi dặn tiếp còn thôi. Dịch nghỉ rồi, cao đao 30 giây hả? Qua được rồi. Quý này qua được cái cầu xương đó là xong. Cái gì đi? Ê còn đang đâu? Là cái gì? What is it? Nói âu game nhé, nhà ngủ. Trong động của Bạch Cốt Tinh vậy? Để chứ chạy kìa, chạy thôi. Cứ đâm đầu mà chạy. Ai sau lưng tôi ta? Trời ơi, xin nhập quen. Tôi dịch sau lưng cái. Chạy đi, đừng dịch sau lưng. Rồi, vô rồi, qua màn rồi. Rồi xong rồi, tôi nhớ. Đậu ấy tôi nhớ. Cái này là bị gục. Gió né nè, gió nè. Mày gió với ai nữa? Trời giống là cái gì hoạt hình của Kim Mitsubishi ba. Nhìn nó quá giống cái gì. Vô cái đóng cửa vậy đó. Giờ cái nhà gì mà nhiều phòng dữ vậy trời. Trời gì có tầng nữa. Như cái mê cung á. Cũng gì giật dữ rồi. Chính cấu hình game ơi. Cái nhà không? Có tôi nè. Full xin đi. Có thì. Có. Nhà kỳ vậy. Có gọi là tỷ ổ phun mà. Nhà bự quốc không qua hết trơn ta. Rồi xuống rồi uống trà đàm đạo đi. Hợp của hợp buổi hợp của những võ sĩ. Như cái này là cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Có giường ngủ sáng mai dậy tính gì tính? Ở đây chiêu quá à? Chiêu không? Đây có sách dạy nấu ăn nè. Có nhà bà kia nấu đi hai bà nhà đi. Đây. Đâu toàn đâu rồi?
chưa do dịch giả. Ủa, nhà đây không có cửa mở. Em để toàn điên mình vậy, đi dư. Điều được không? Gì? Ủa, nó kêu làm cái gì? Bên đây cũng có nhà nè. Là gì đó? Tỉnh sớm. Gì mà chơi ngồi nhức đầu dữ vậy trời. Không có đúng rồi coi, đi ra sau nhà hay sao mấy ông ơi, đi ra cái sau nhà nãy hay gì ấy. Cái tượng này mình có bú liếm gì không? Bú nè, bú nè, bú nè. Chuyện của game này làm ối quá ta. Đúng rồi, nó có một cái làng ở sau nhà kìa. Mình chúng ta hãy phân tích tại sao nó lại có hàng rào. Mình phải đi vô nhà tao, mình đi ra phía sau á. Tại sao cái làng này có hàng rào? Ừ. Tự nhiên cái nhà này nó là cái hàng rào luôn. Rồi hai ông kia đâu? Là để nhốt một cái gì thực thể gì đó. Trời. Chưa hiểu đó. Rồi mọi người đâu hết rồi? Chung nghệ. Tại sao? Ê con gì kìa? Con gì? Có lộn game không vậy? Con này quen ra. Giống... Con này giống con Batman vậy? Nhỏ đó. Mày cười ông quýnh mày giật. Lại chào nó tiếng hay... Thử không? Bạn. Thử không? Thử không? Thử không? Ủa, nó đâu có cắn không? Ủa, không có đồ gì để lụm hết ta? Ê, thân thiện nha, thân thiện. Ảnh rất thân thiện. Chưa có cái... gãy gì hết. Thằng trắng lắm. Tôi cũng trắng nữa. Nào là nó lái vậy? Game này cái màu cũng đẹp chứ bộ. Hello. Hello. Chúng ta chưa thấy mày ở đây bao giờ. Mày nhìn mày đang kiếm chiếc thiệt nữa. Rời khỏi đây sớm hả? Tôi đã có một dòng rồi đó. Tôi không thấy cái chiếc nào ở đây hết. Mày có thể hỏi cái ông già Caneo. Caneo. Old man Caneo. Everything around can read me sometimes. Sao tự nhiên game kinh dị giờ nó thành game bút chuyện. Chính lắm rồi. Cái thằng trả Cano nó biết mọi thứ mặc dù ổng hơi cọc cằn. Rồi nó ra đi rồi. Ủa? Lại nghỉ rồi? Ủa? Cái này có lưu không? Không. Không. Vì mai chơi lại hả chạy? Chơi lại từ đầu luôn. Xong luôn, chán luôn. Rồi anh trai kia.
Thôi tối nay